đây xin giới thiệu cho mọi người, đây là chị Mai. Sao nó ngoan hết hết YouTuber. Đây Hồ Bích Trâm coi ngoài luôn nha. Có cò nữa. Đúng không chị? Nhưng hôm nay cò bận ở nhà nên đâm ra là cò không. Anh cầm hộ em. Anh ơi, anh cầm máy hộ em với. Hôm nay cò bận ở cửa hàng nên đâm ra là chưa đến được. Có mình em đến thôi. Nghĩa là bình thường là vẫn hay coi, tại vì em cũng rất là thích chó, xong rồi em hay lên coi cái trang của chị, xong rồi coi có cò, hay coi mấy cái clip chị chôn cò, đúng không coi hết luôn. Cái clip ấn tượng nhất là cái clip mà thằng cò đang ngủ, chị dựng đầu thằng nhỏ dậy kêu thằng nhỏ đi quay, ác dễ sợ luôn. Nhưng mà chị có con của Hồ Bích Trâm không? Dạ chị có con của Hồ Bích Trâm không? À, không sao coi được. Em cũng có kênh YouTube của em là Hồ Bích Trâm Official. Nhưng mà hay lén qua bên cái trang của chị để mà coi. Trời, không ngờ là cậu vàng bên chị luôn, em không biết. Ủa, rồi. Ủa chị. Tên gì chị? Vàng luôn. Tên vàng luôn á. Má nước im, má nước im. Vậy là coi như là giống chó này là ở nước nào chị? Bạn này là bạn Simba. Là nước nào chị? Ở Nhật. Nhật hả? Nhưng mà công nhận là đặt tên vàng xong rồi sinh ra là để đóng phim này. Đáng hiền quá chị hả? Chị có tập luyện không? Không ơi luôn ấy. Chị có tập luyện trước không? Diễn vô có tập luyện không? Bạn này được huấn luyện từ trước rồi. Mấy tháng chị? Tập mấy tháng? Cả năm ấy. Cả năm hả? Nhưng mà nó nghe hả? Nghe những cái chú cũ của bạn ấy là đã huấn luyện trước cho bạn ấy rồi. À. Nhưng mà sau đó vào phim ấy thì thực ra là em nghĩ là chắc phải huấn luyện kinh lắm ấy, tại vì là ở trong phim nó làm được những cái mà em không nghĩ nó làm được luôn ấy. Bây giờ hỏi chơi chủ của vàng nè, bây giờ là khi mà coi như vậy thì cái cảm xúc sao nè, thấy vàng ở trên phim nào? Tại vì á thật sự khó nói thật sự luôn ấy. Nhưng mà chị bất ngờ đúng không? Không hẳn là chị bất ngờ đâu, mà là hơi bị choáng ngợp ấy, tại vì sao con cháu của mình nó lại có thể làm được như thế nhỉ? Giỏi. Đây, em mình chọn cho vàng là diễn viên mà gọi là, tại vì có những cái cử chỉ những ánh mắt thôi. Đúng rồi khó. Cử chỉ những ánh mắt thôi mà khi mà mình coi mình liên tưởng mình biết được là vàng nó đang giống như đang một cửa diễn rất là hay luôn á. Cho nên là cái bộ phim này thành công là nhờ vào vàng rất là nhiều. Tại vì thực ra là trước đó thì bạn ấy khi mà bạn ấy nhận vai thì nó cũng tranh cãi khá là nhiều. Thực ra em rất là lo ấy. Em có coi là không biết là như thế nào, ra làm sao. Nhưng mà đến khi mà diễn xong, xem phim xong thì thực ra đến bây giờ là đang kiểu rất là tự tin ấy. Kiểu đấy, đi đâu thì thấy quảng cáo đến nào đó. Ê, mà vàng dễ thương quá chị ha, con cười kìa. Ê lấy nữa. Bây giờ không có cách nào để vô ôm vàng nữa hết trơn, hồi nãy mình đã ôm chụp rồi. Bây giờ là người ta tranh cướp rồi, ai mỗi người một tí, mỗi người một tí. Không đáng nhất ra phải để một cái bục, xong rồi để nó ngồi đây, xong rồi mỗi người đứng cạnh một cái, cho hợp lý không? Nó chạy luôn kìa chị ơi, nó mệt quá, nó chạy luôn kìa chị ơi. Chị mệt chưa? Mệt rồi. Chị cho em nghỉ uống nước một xíu đi. Hiện giờ là vàng đang bị mệt rồi mọi người, quá nhiều người chụp hình rồi. Đó ngon quá hả, không ngờ là khi mình có cậu vàng ở trong phim xong bây giờ mình lại gặp cậu vàng ở ngoài thiệt. Cứ tưởng là cậu vàng ở ngoài Hà Nội. Đồ lắm rồi. Em mấy tuổi rồi? Nước đi. Chứ nước. Ủa chị uống nước suối được không? Em đừng nước cá đường. Uống nước kia nha. Đây uống nước suối. Thả. Bây giờ sao uống chị? Sao bây giờ em uống được? Đây uống kiểu gì ta? Để em hướng ra tay đây nè. Không còn đâu, nhà em cũng nuôi chó mà. Suối. Nào. Uống nước cho ai mà muốn sao bây giờ tôi đi quay không bao giờ tôi cho. Đây nè, tay bên đây này nó không thèm uống luôn. Mình để nước cho tay của mình nó không uống. Nó uống tay của chị Mai thôi. Con giỏi hơn những gì mà mẹ nghĩ đấy. Trời ơi. Chị vào đợt đóng phim là bao nhiêu lâu chị? Em chờ một năm rồi đấy. Bây giờ mới được đấy. Ông ý em nói là đóng phim bao nhiêu lâu qua cò lộn bạn mới về một năm đấy. Ui dồi ôi. Đó, từ cái ngày đó đến giờ là hơn chứ nhờ hơn đúng không ta? Vậy cái lúc mà hơn rồi. Vậy cái lúc mà đóng á là chị có đi theo bạn không? Không, tại vì là em vào trong Sài Gòn công tác nên đâm ra là con này nó ở miền Bắc. Thế bây giờ mới gặp lại nhau đấy. Thế ai canh bạn? Đoàn phim. Trời ơi. Theo đoàn phim ngày đấy đến giờ đấy. Từ từ ông ơi, muốn hết chai nước của tôi rồi. Đây nè. Nè. Ủa sao hồi nãy cho không uống? Giờ uống quá trời quá đất vậy? Ừ,
phải hồi nãy chị biết sao không, hồi nãy em đổ ra hai cái tay không muốn tay em, muốn tay của chị Mai thôi, xong bây giờ chị Mai đứng lên rồi muốn của em chứ hai em chụp tấm hình đi, em chụp cho bà và chụp cho em cái lượt trả tiền rồi 500.000 một người nha. Chụp hình chứ nha, nhưng mà ở đây bị tối á, uống nước không, kiếm chỗ đi lúc tôi chụp bé hả, cho bé miếng nha, thôi chừng em uống cái đi, đợi em uống xong đi, ta uống miếng đợi em uống xong đi trời. Ok chưa? Chưa con. Đây để đang ngồi cho bạn uống tiếp nha. Chụp nè, chụp hình từ giờ tới sáng nghe chưa? Nè. Nè đẹp quá đi. Từ từ đâu cấu rồi đó. Mà đi kiếm chỗ cho không chụp riêng đi. À, mình bế nó lên luôn, bồng lên tay luôn xong rồi. Đến đây em, ơi, em ăn cho. Đây ngồi đứng cạnh con nè. Đi chụp nữa rồi nè. Mình chụp sẽ chụp dưới lại vậy. Em đứng bên chỗ này, em cầm con này, em đứng bên chỗ này xong rồi mỗi người vào chụp ké cái tụng lý. Chị Mai vô đây nè, cho sáng cho chị Mai nè. Bà phải chụp đi tụng lý. Chà rồi, cho Vàng uống nước, bị nước quấy luôn rồi. Vàng ơi, chị Vàng nè, thấy không? Mình ai chỗ nào mình, đây, mình để cho. Chỗ nào mình ngồi với nhau cái đi con ơi. Giúp giùm anh Thủy cái. Rồi.
một hai ba, hai ba, em thấy chữ của bạn không? Rồi rồi, hai ba, ok. Đâu đâu ở đây nữa, để vô gần gần em xíu đi. Để chữ này cho mình lấy. Đâu cho nó chụp cái chúng ơi. Lớp với lớp lớp cái. Con đang quay chụp để mà dành cho chú luôn. Đây là bộ phim của đạo diễn Bùi Cường và chú Thủy là bố Bùi Cường là ba vợ của chú. Thì chú bố Bùi Cường là cũng đã, đây là cái tâm nguyện của bố Bùi Cường và chú Thủy là cái người mà đứng ra thực hiện, vì đó là cái tâm nguyện đó. Cậu bạn như kìa đó, thì trong với chú Thủy là đã đi phim với nhau rồi, đi với cả bố Bùi Cường luôn. Ngày hôm nay thấy chú Thủy đứng lên đây phát biểu của mình rất là xúc động, tại vì mình biết được cái tâm nguyện của bố cũng như là của chú Thủy như thế nào, nên chúc chú là sẽ giành thắng nhiều thành công trong bộ phim này, nhiều người đón xem và đặc biệt là đi dự thi là sẽ giành được nhiều giải nha. Vì thật sự là con coi con rất là cảm xúc luôn. Cầu vàng, cầu vàng. Em ơi, cho anh xin cầu vàng chút xíu. Em cho anh xin cầu vàng chút xíu. Giao nha. Ok. Rồi, chào pha, chào pha. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Nhìn lên trước, nhìn lên trước, nhìn lên trước. Rồi, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Rồi, ok. Dễ thương quá rồi, bé ơi. Con về luôn nha chú. Con về luôn nha, để con lên. Con về luôn nha chú. Cảm ơn con nha. Dạ. Nói chung thì Trâm cũng không mong gì nhiều, chỉ mong là mọi người ra ngoài rạp để mà xem phim Cậu Vàng, để mà ủng hộ cho chú Thủy cũng như là bố Bùi Cường. Tại vì bố Bùi Cường cũng là một trong những đạo diễn mà Trâm đã từng làm việc và rất là yêu thương Trâm luôn. Cho nên là mọi người hãy ủng hộ phim Cậu Vàng nha. Một bộ phim rất là dễ thương.